Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình hôm nay của G87. Dân mạng rầm rộ tẩy chay thần tượng Trung Quốc hai lần chia sẻ đường lưỡi bò. Lưu Vũ, một ca sĩ của Trung Quốc, mới đây đã hai lần chia sẻ đường lưỡi bò xâm phạm chủ quyền Việt Nam, khiến dân mạng Việt bức xúc và lên chiến dịch tẩy chay kịch liệt. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những bạn trẻ Việt Nam vì mưu muội một mực ủng hộ ca sĩ này bỏ mặc những quyền lợi quốc gia và dân tộc mình. Cụ thể là trong hai ngày 29 và 30 tháng 5, hai hashtag thể hiện sự ủng hộ dành cho Lưu Vũ gồm We Love Lưu Ủy, Chúng Mình Yêu Thương Lưu Vũ và Bảo Vệ Lưu Vũ được fan Việt chia sẻ rầm rộ, đứng đầu top trending trên Twitter. Đi kèm với hai hashtag trên là những dòng bày tỏ tình cảm của fan Việt Nam đối với nam ca sĩ Hoa Ngữ, dù biết anh ta từng hai lần cập nhật hình ảnh bản đồ của Trung Quốc có đường 9 đoạn bao trọn Biển Đông xâm phạm lợi ích của Việt Nam. Lý giải cho hành động này, những người hâm mộ Việt Nam của Lưu Vũ cho rằng bản thân không hề sai, khẳng định nghệ thuật và chính trị không liên quan, yêu thần tượng không có nghĩa là bán nước, chỉ ủng hộ thần tượng không có nghĩa là ủng hộ Trung Quốc. Thậm chí một số tài khoản còn nhấn mạnh theo đuổi thần tượng là quyền tự do của con người, không hại đến lợi ích cộng đồng và lợi ích của cá nhân ai. Điều này khiến không ít dân mạng Việt Nam vô cùng phẫn nộ, lập chiến dịch tẩy chay Lưu Vũ trên Twitter, Facebook và các nền tảng có xuất hiện của ca sĩ này. Trên Twitter, hashtag Say No Tonight Dash Line Lưu Ủy, tạm dịch là nói không với đường chín đoạn Lưu Vũ, nhiều giờ liền đứng đầu top trending ở Việt Nam với gần 40.000 lượt chia sẻ. Còn trên Facebook, hashtag Say No Tonight Dash Line cũng được đăng tải khắp các diễn đàn, nhóm hoặc fanpage liên quan đến sao Hoa Ngữ. Ngoài ra, dân mạng Việt Nam còn đẩy hashtag Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam để khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước, đi kèm hashtag các fan Việt của Lưu Vũ hãy cút khỏi Việt Nam. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận thể hiện sự bức xúc của các bạn trẻ Việt Nam như chống giặc ngoại xâm là phải chống từ trong tư tưởng với các bạn ơi. Tư tưởng thế này thì bỏ cái quốc tịch Việt Nam đi nhé. Lần đầu tiên thấy trường hợp fan Việt không biết nhục nhã trending yêu thương với thần tượng ủng hộ đường lưỡi bò trên top trending Việt Nam. Thần tượng, nghệ sĩ một cách vừa ngu vừa mù quáng và còn cãi hay là vốn không để Tổ quốc vào mắt. Việc theo đuổi thần tượng không sai, nhưng việc theo đuổi mà vứt bỏ lòng tự tôn dân tộc thì quá là sai rồi. Bảo vệ một người chia sẻ bài xâm phạm đến chủ quyền đất nước thì các bạn hãy cảm thấy xấu hổ với xương máu cho ông đã đổ xuống. Nhiều bình luận cũng kêu gọi fan Việt của Lưu Vũ sớm tỉnh ngộ khi biết Mỹ Nam 10X này từng hai lần chia sẻ bản đồ đường lưỡi bò trên trang cá nhân. Mất thần tượng thì không thể chết, nhưng mất nước là chết không có chỗ chôn. Fan Việt của Lưu Vũ mau về Trung Quốc luôn đi. Mấy fan Việt của Lưu Vũ mất não hết rồi đúng không? Đây là những ý kiến của một số cộng đồng mạng Việt Nam. Các bạn thân mến, qua sự việc lần này, tôi không muốn tranh luận xem ai đúng ai sai. Tôi chỉ muốn chia sẻ thêm cho một số bạn trẻ chưa biết về khái niệm quyền lực mềm. Quyền lực mềm hay tiếng Anh là soft power, là một khái niệm do giáo sư người Mỹ Joseph Samuel Nye đưa ra vào năm 1990. Quyền lực mềm là dùng khả năng giành được những thứ mình muốn thông qua việc gây ảnh hưởng để khiến người khác làm theo những gì mình muốn. Một đặc điểm của quyền lực mềm là không cưỡng bức, ép buộc. Ngược lại với quyền lực mềm là quyền lực cứng, nơi mà dựa vào sức mạnh quân sự và kinh tế, quyền lực được thực hiện chủ yếu bằng cách đe dọa về quân sự, như cách Trung Quốc vẫn hung hăng ở Biển Đông trong thời gian vừa qua. Còn với quyền lực mềm thì chúng ta đạt được những gì mình muốn bằng cách tác động vào hệ giá trị của người khác, làm thay đổi suy nghĩ của người khác và qua đó khiến người khác mong muốn chính điều mình mong muốn. Đó là quyền lực mềm, thực hiện thông qua sự hấp dẫn và thuyết phục. Đối với một quốc gia, quyền lực mềm được tạo dựng trên 3 yếu tố. Thứ nhất là về văn hóa, thứ hai là về giá trị quốc gia và thứ ba là chính sách của quốc gia đó. Qua khái niệm về quyền lực mềm, chúng ta có thể thấy những bạn trẻ ủng hộ thần tượng nước ngoài ít nhiều đã chịu sự ảnh hưởng và chi phối của quyền lực mềm. Lúc đầu sẽ chỉ là những bình luận ở trên mạng, bênh vực, bảo vệ thần tượng. Nhưng rất có thể theo thời gian, khi tình cảm với thần tượng và quốc gia nơi thần tượng sinh sống tăng lên, bạn có thể làm những việc tự nguyện có lợi ích cho thần tượng và đi ngược lại lợi ích của Tổ quốc mình. Chương trình hôm nay xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.